Xin chào các bạn nha, các bạn đang tìm một dòng kem chống nắng dưỡng ẩm da thì các bạn có thể tìm mua cái dòng sữa chống nắng dưỡng ẩm da của Senka này. Nó được sản xuất tại Nhật, mỏng nhẹ, không nhầm rít, đặc biệt là nó lâu trôi trong nước và mồ hôi, thế là những cái dòng này mình đi tắm biển nó cũng không bị trôi. Giá của nó hiện tại cho cái bịch dung tích 40ml là 145.000. Chống nắng SPF 50 PA 3+, thể tích thực là 40ml. Nó có thể dùng được cả cho mặt và toàn thân, phù hợp cho những hoạt động ngoài trời. Hàng này được sản xuất tại Nhật nhé, sau đó nhập khẩu về Việt Nam. Nó bảo vệ da mình khỏi tác hại của các tia UV vượt trội, giúp ngăn ngừa sự hình thành các đốm nâu và sạm da. Đang mùa nắng nóng này, đi chơi biển hay đi chơi đâu dùng mấy dòng này rất ok. Được kết cấu dạng sữa mỏng, nhẹ, không nhấn rít, cho làn da mềm mượt, để màu và sáng rạng rỡ. Có thể sử dụng như một lớp lót trang điểm hoàn hảo nhờ những hạt phấn siêu mịn cho lớp mềm mịn mượt, không bị bong chóc, giúp cho lớp trang điểm bám tốt lâu hơn. Đặc biệt là dòng này nó giúp dưỡng da ẩm mềm mịn nhờ cái công nghệ Natural Essence. Các thành phần của nó hoàn toàn được thiên nhiên nhé, tơ tằm trắng này, dầu cám gạo này, mật ong và hydro acid dưỡng ẩm này. Không chứa các thành phần gây bít lỗ chân lông, thích hợp sử dụng hàng ngày, không hương liệu, không màu, được kiểm nghiệm bởi da liễu. Sữa chống nắng Senka dưỡng ẩm.